Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là ngày thứ bảy của tuần thứ 15 mùa thường niên. Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: đây là người tôi chung ta tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người, ta sẽ cho thần khí của ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, chẳng lỡ tắt đi. Cho đến khi người đưa công lý đến hoàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi người. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là vị tôi chung của Thiên Chúa. Vì tôi chung, tôi tớ, Chúa Giêsu đã hết lòng để phục vụ trong thánh ý của Chúa Cha. Và suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài cũng đã luôn luôn trung thành với thánh ý của Chúa Cha. Ngài đã lắng nghe và thực hành lời của Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh. Chúa Giêsu cũng đã cho các môn đệ biết lương thực của Ngài chính là thi hành thánh ý của Chúa Cha. Chính vì thi hành thánh ý của Chúa Cha, cho nên Chúa Giêsu đã đến để phục vụ thánh ý của Chúa Cha trong trần gian này với tất cả ý định yêu thương và cứu độ nhân loại trong tình trạng tội lỗi của nhân loại. Chúa Giêsu đã đến rồi Ngài mang trên mình một thân phận của con người, như Thánh Phaolô đã diễn tả trong thư Philip. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và là cái chết trên cây thập giá. Chúa Giêsu đã chấp nhận đi đến cái tận cùng của nhân loại là cái chết để phục vụ. Trong tin mừng Gioan lại kể lại cho chúng ta một sự kiện. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cúi xuống để phục vụ cho các môn đệ của mình bằng cách rửa chân cho các môn đệ. Tư cách để rửa chân cho các môn đệ chỉ là một tư cách của người đầy tớ, người nô lệ. Thế mà Chúa lại mang trên mình cái tư cách đó để phục vụ. Bởi vì Thánh Gioan nói là Ngài phục vụ không phải là chỉ là một cái nguyên tắc nào đó, hay là chỉ là một bài dạy dỗ các môn đệ, mà đó là yêu thương những kẻ thuộc về mình và yêu thương họ cho đến cùng. Chúa Giêsu đã phục vụ trong yêu thương. Một người tôi chung phục vụ trong yêu thương. Chắc chắn ở đây ngôn sứ Isaiah cũng đã nói với chúng ta, đó là Thiên Chúa rất hài lòng về cái cung cách của Chúa Giêsu. Và một hình ảnh chúng ta cũng thấy rất là dễ thương đối với mẹ Maria. Một cách nào đó mẹ cũng đã được trở nên một hình ảnh, mặc dù đã được mời gọi trở thành người cộng tác với Thiên Chúa là đón nhận ơn cứu độ đến trần gian này, nhưng mẹ vẫn khiêm tốn nhận ra
mình chỉ là nữ tỳ của Thiên Chúa, là tôi tớ của Thiên Chúa, phận nữ tỳ hèn mọn. Và đó cũng là những bài học mà để ngày hôm nay trước mặt Chúa, chúng ta nhìn nhận chúng ta là những người được Chúa yêu thương một cách đặc biệt. Chúa đến và ở cùng với chúng ta. Một mặt khác, chúng ta có một bài học, đó là bài học về khiêm nhường. Ta xin Chúa cho chúng ta biết từ bỏ đi những gì là cái tôi của mình, biết từ bỏ đi những gì gọi là cái kiêu ngạo, biết từ bỏ đi những gì mà chúng ta bất xứng trước mặt Chúa, để rồi chúng ta nhìn nhận Chúa là Chúa duy nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhìn nhận Chúa chính là cứu Chúa, chúng ta chẳng là gì, nhưng Chúa vẫn cứ yêu thương và cứu chúng ta. Và đó chính là một thái độ để chúng ta có thể tôn kính và sống đời sống đức tin, đời sống đạo ngay trong cuộc sống trần thế này. Bởi vì xã hội ngày hôm nay, người ta đã quy về con người của mình quá lớn, đến mức độ người ta không còn thấy ai xung quanh, và chắc chắn đã không thấy ai thì chẳng thấy Chúa nữa. Cái đó là cái kiêu ngạo của một xã hội đang đánh mất đi chính mình. Ngày hôm nay Chúa lại nhắc cho chúng ta tìm lại chính bản chất của con người của chúng ta, đó là sự yếu đuối mỏng giòn trước mặt Thiên Chúa, để rồi chúng ta sẵn sàng quảng đại để phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em của mình với tất cả những gì là chúng ta tín thác vào trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Amen.